Bây giờ mình sẽ lại đặt bẫy nha mọi người. Đặt trên được luôn này. À, đầu tiên, chạy đầu tiên, chạy trước đấy. Đó, đó, đó. Trước đó. Trước mắt luôn. Bây giờ bạn mình đặt bẫy ở đây nha mọi người. Bây giờ anh em mình đặt bẫy ở đây nha mọi người. Đặt bẫy ở đây nha. Oh.
mày ngồng à? Hả? Mày ngồng luôn à? Giờ thử mở loa cái. Có con à, con ngồng. Ở đây sen nhiều à, con nó sen luôn. Đi bay cuộc mà giống như đi tìm kho báu á. Mở tiếng quốc kêu mà con ngồng kêu. Cuộc mồi của bọn mình đang ở đấy nha mọi người. Bây giờ thằng bạn mình đang đi lại để xem nó nằm ở đâu. Trong cái nhất. Cuộc mồi từ đây, cuộc mồi của bọn mình đấy nha. Cuộc mồi này là của thằng bạn đang đi dò ở đây này. Đây. Ở phía đâu này là có một con đang kêu này. Bây giờ ba anh em mình đang nghe xem nó ở đâu chính xác, là bắt đầu anh em mình sẽ đặt bẫy nha. Cục mồi này của thằng bạn mua nhiều tiền lắm mọi người ạ. 5 triệu cả bộ đấy. Hai con nữa. Nè. Bây giờ anh em mình sẽ lại đặt bẫy nha mọi người. Lùi à. Đi ra ngoài được. Bật xe đó tới. Bây giờ anh em mình lại đặt bẫy nha mọi người. Đã định vị được con mồi nào ở đâu. Ủa nhàn đây. Bán biết. Bán hố. Nhàn nó cần 50.000. Bán nhà cho xe. Nhà. Sen. Sen ở đây là sen chưa tuổi dậy thi nhá. Sen chưa tuổi. Con bò. Thịt lên đợt chưa rẻ, cố gắng ăn chứ, thịt lên đợt chưa rẻ. Quái ồ, quái ồ lên này, chắc tụi ồ lên coi tivi đã trồ luôn. Ồ, nông thôn kê chứ, bọn cháu nông thôn chứ ra. Ồ, đây là sen nhiều lắm mọi người. Dạ không, bữa qua chắc có chấm bổng không? Ồ, gửi hãy nói xấu bọn cháu thế này. Ồ, ní rất là hài hước nha mọi người. Những con nào mà kiểu nặng đâu biết lắm ha. Mất máy làm chứ. Bây giờ thằng bạn đang ai do xem nó định vị nó ở đâu. Chiến thực hiện làm video là thực hiện làm theo yêu cầu của bọn trẻ gần nhà. Mỗi lần đi làm về thì bọn trẻ cứ hỏi anh Chiến khi nào quay video để bọn trẻ được quay. Rồi hôm nay là bọn trẻ yêu cầu là mua cả viên chiên và xúc xích để về nướng. Thì Chiến cũng hôm nay được đi làm về sớm và mua xúc xích và
cả viên chiên và các đồ để thực hiện cả viên chiên và xúc xích nướng. Thì gồm hai gói xúc xích và ba gói cả viên chiên và xiên xúc xích và cả viên chiên để nướng, và dưa, đậu bắp, cà chua để ăn để cho khỏi ngây. Rồi gồm bát nước sốt để ướp xúc xích và cả viên chiên để nướng. Rồi để bây giờ để mình tiến hành cắt cả viên chiên và xúc xích ra để ngâm rã, rồi bắt đầu để tiến hành ướp và nướng. Để cắt cả ra để rã cho nó hết đông và bắt đầu ướp gia vị. Bây giờ chuyển sẽ tiến hành bước xiên xúc xích. Bây giờ chuyển sẽ xiên con COVID-19. Mọi người thấy con COVID-19 đáng sợ không? Bây giờ chuyển thật chuyển nào. Mọi người chờ đợi và cùng thưởng thức rồi chuyển nha mọi người. Hồi nãy đã chuyển làm con COVID-19 nước rồi, bây giờ chuyển làm con COVID-19 cái nữa nha mọi người. Con cái là nhìn nó hiền hơn. Mọi người chuyển cũng xiên một xiên nữa là xong và chuẩn bị đi thực hiện bước là cho lên bếp để nướng. Mọi người bây giờ là bước gia vị này nha mọi người. Bây giờ mình cho gia vị mình đã ướp sa tế và sả và tất cả gia vị mình đã trộn đều sẵn, và bây giờ mình sẽ rưới lên cho đều để ướp và tiến hành vào bước nướng. Mọi người nhìn hấp dẫn không mọi người? Wow. Mọi người nhìn hấp dẫn mọi người. Mọi người bây giờ mình sẽ trộn đều
bị tiến hành vào nước nha mọi người. Để cho khỏi lây lan thêm người ở Việt Nam nữa thì bây giờ chuyển sẽ cho con đực lên trước để nó khỏi đi phổi giống. Bây giờ chuyển cho con đực lên rồi thì bây giờ chuyển sẽ cho con cái lên với cho nó khỏi sinh sản, chứ không con Covid-19 này nguy hiểm quá, nó lây lan nhanh quá. Mọi người cùng xem để chiến ăn nó và nó không sinh sản được nữa. Mới lôi ra thêm con Covid con. Trở đi, trở cho khéo, tùy kê chứ. Mọi người nhìn hấp dẫn mọi người. Con Covid nó chạy rồi, Covid cả chạy. Mi Covid nó nè. Wow, bơm cho nhọt bơm. Tuy nhiên, đưa hai kế đúng này. Đúng thôi. Cái tí đi. Đi đi. Cái loan này đây. Ô mau. Kiu ô nó. Ô mau đi xong. Bro. Làm ăn. Đi theo cho anh. Một tay ăn. Không ăn. Chuyển làm ăn hàng ngày. Thì nhờ các bạn ủng hộ chuyển. Đăng ký kênh ủng hộ chuyển để chuyển có. Thì làm nhiều gì theo đồ ăn. Để cho bọn trẻ hàng xóm có chuyển được thưởng thức. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người ạ, lúc này hàng xóm của nhà chiến đang ngồi chơi để được thưởng thức xúc xích và cả viên chiến nướng siêu cay. Mọi người xem nhớ ủng hộ cho chiến nha, để chiến làm nhiều video và để cho con trẻ cũng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào tất cả các bạn. Bây giờ chiến cũng đã nướng xong cả viên chiên và xúc xích. Thì bây giờ chiến mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với chiến. Chiến mời mọi người cùng thưởng thức với chiến. Đây là nước chấm nha mọi người. Ngon quá mọi người ạ. Cay. Mời mọi người tiếp mấy nữa nhé. Đây là con COVID mấy chị hôm nay chị nướng. Bây giờ chị cho nó vào trong bụng để diệt tận gốc. Mời mọi người. Hai giờ được rồi. Rồi ăn mời mọi người. Mời cả mọi người nhé. Mời mọi người nhé. Mời mọi người xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ chiến để có động lực làm tiếp nhiều video để cho bọn trẻ hàng xóm cùng thưởng thức của chiến. Tại vì một lần làm video là mấy đứa trẻ hàng xóm là luôn luôn chờ để ủng hộ. Mời cảm ơn nghe nhá. Đấy, để cái xiên đi cái xiên. Mọi người ạ, trong lúc quay video thì đây là thằng anh của tao nhà mình nhá. Biết mình làm video nó cũng ra xin đây, mình cùng thưởng cho em nó. Mọi người xem video nhớ ủng hộ cho Diễn. Đây là thằng anh đây. Chào tất cả mọi người đi. Máy bị nổi được tay mọi người ạ. Rồi mình mời mọi người sống rồi thì mời bọn trẻ vào cùng thưởng thức với mình. Rồi mấy đứa vô cùng thưởng thức. Rồi mấy đứa vô đấy, vô lấy like lấy chiến đi. Mọi người xem video nhớ ủng hộ đăng ký kênh ủng hộ chiến để chiến có nhiều video. Có một cái chó nhỉ. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người cùng thưởng thức với mình nhé. Vô ăn đi, vô khắp ăn đi. Rồi. Đây, lại ăn đi. Ăn đi. Đi khắp ăn đi. Con, lấy. Đi ăn đi, ôi trời, kết đi. Bọn trẻ gần nhà chiến rất là đông mọi người ạ. Mọi người xem video nhờ ủng hộ chiến để chiến làm nhiều video để cho bọn trẻ được thưởng thức và được ăn các món ăn chiến làm. Phải thế, em phải. Hãy
bu tao này nè. Chạy bu tao này. Bo tạt cân chạy bu tao này. Mọi người ạ, bây giờ thì cũng đã bọn trẻ cũng ăn đã hết rồi, mấy đứa cũng bố mẹ cũng kéo về rồi. Thì bây giờ chuyện cũng xin kết thúc video để cho mấy đứa trẻ về, tại vì ba mẹ nó cũng bây giờ cũng 6 giờ rồi. Thì ba mẹ bọn trẻ cũng rồi về để ăn cơm. Thì bây giờ mình xin kết thúc video. Mọi người xem video hay nhớ like, đăng ký và ủng hộ Chiến để Chiến có động lực làm nhiều video hay hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người ạ, mình cùng chào tất cả mọi người. Hết video thì con cả nhà mình nó cũng ra xin mọi người xem hay thì nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ để clip sau mình sẽ cho con có động lực hơn, con chó nhà mình để làm nhiều video có nó hơn nữa. Đây, chào tất cả mọi người. Có chim đây nha bác các bạn. Thằng bạn phát hiện ra đây nhá. Bây giờ mình sẽ lại đặt bẫy, đặt máy quay cho các bạn xem nhé. Nằm ở mô đó. Mình bây giờ lại đặt máy quay cho các bạn xem nhé. Các bạn nhớ theo dõi cho hết đoạn video nhé. Ủa rồi. Bẫy là bọn mình đặt đấy nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt máy rồi. Cầm sụp cái đất nữa. Chỗ. Bây giờ mình đặt máy quay ở đấy nha mọi người. Mọi người theo dõi cho hết đoạn video nha. Bây giờ anh em mình sẽ vào nập để cho chim lại nhé.